Đau mắt đỏ hay còn gọi là viêm kết mạc thì nguyên nhân của bệnh đau mắt đỏ thường là do nhiễm vi khuẩn nè, virus nè hoặc là do bị dị ứng. Thì bệnh không nguy hiểm nếu như chúng ta phát hiện sớm và chữa trị đúng cách thì sau khoảng 1 tuần là bệnh sẽ khỏi. Nhưng nếu mà chúng ta chủ quan trị không đúng cách thì rất dễ dẫn đến biến chứng thành viêm loét giác mạc. Thì ngoài việc dùng thuốc, vệ sinh sạch sẽ thì cái chế độ dinh dưỡng cũng ảnh hưởng đến cái bệnh này. Thì trong video ngày hôm nay, dược sĩ Hiếu sẽ chia sẻ với các bạn những cái thực phẩm nên tránh khi mà chúng ta bị đau mắt đỏ. Bị đau mắt đỏ thì chúng ta nên kiêng ăn gì? Thứ nhất là không nên ăn các gia vị nóng. Người bệnh nên kiêng các gia vị cay nóng như là tiêu, ớt, tỏi, hành tây, bởi vì những gia vị này nó sẽ gây cái cảm giác nóng cho mắt hoặc là gây nên cái tình trạng đỏ hơn. Thứ hai là không ăn những thực phẩm có mùi tanh. Mùi tanh có trong một số các thực phẩm như là tôm, cua, cá, mực, nó sẽ làm tăng cái tình trạng viêm kết mạc nặng hơn và thời gian mắc bệnh sẽ kéo dài hơn. Thứ ba là không sử dụng các chất kích thích như là cà phê, rượu, bia, thuốc lá là những chất kích thích vốn đã không tốt cho sức khỏe. Do đó, nếu chúng ta đang bị đau mắt đỏ mà còn sử dụng các chất này, nó sẽ làm cho tình trạng thêm nặng và biến chứng nguy hiểm hơn. Rượu thì nó sẽ làm giảm cái khả năng nhìn của mắt, nên đòi hỏi mắt chúng ta phải tăng cái việc điều tiết, làm cho cái tình trạng bệnh càng ngày càng nặng hơn. Cái lượng nicotine trong thuốc lá nó sẽ tác động vào hệ thần kinh, nó làm tăng cái sự điều tiết ở mắt. Thứ tư là không sử dụng mỡ động vật. Hiện nay chúng ta vẫn có cái thói quen là cung cấp quá nhiều lượng mỡ động vật vào cơ thể, làm cho cái lượng chất béo tăng cao, làm cho mắt nó lao khỏi. Chưa kể là nguy cơ mắc một số bệnh khác. Do đó nên chúng ta nên dùng cái dầu thực vật thay vì chúng ta dùng mỡ động vật trong chế biến thức ăn. Hy vọng qua video này thì bên cạnh cái việc mà vệ sinh, dùng thuốc thì các bạn có biết cách ăn uống để làm sao cho chúng ta khắc phục được cái tình trạng đau mắt đỏ hiện nay để chúng ta khỏi thành dịch. Thì các bạn muốn còn gì mà thắc mắc thì hãy nhắn vào là phần link ở phần mô tả, dược sĩ sẽ hỗ trợ trực tiếp và đồng hành nha. Xin chào và hẹn gặp lại video tiếp theo. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng Dược sĩ Hiếu. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy nhấn vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại các video tiếp theo.